bánh nằm bán bánh lép nhép lép nhép hoài, gặp mình đang lạc miệng nữa. Bà Trân ơi. Gì? Bà cho tôi lạc miệng, bà cho tôi miếng đồ ăn hả bà Trân? Thưa gì bà? Này, nãy có thằng ông nội nào hô là không thèm xin. Nãy nó không lạc miệng, bây giờ nó lạc miệng đó bà. Dạ. Ê, nói nghe nè Sơn. Gì? Tôi thấy á, là cái vụ mà mua vé trực tiếp với lại là mua trên cái app gì mà ông nói á, đâu có gì khác nhau đâu trời. Thì cũng đến kiểm vé thôi chứ có gì đâu khác mà ông cứ gào lên là ông khen ngợi là này kia kia nọ. Khen cái app á. Sao không có? Trời ơi, tiện thế lợi. Thế chán vậy có gì đâu tiện. Thế chán gì nè, tôi nói bà nghe, giống như ngày xưa đó, bà đi mua vé xe, thấy không? Bà phải tới bà mua, bà cầm cái vé ra bà lên xe. Bây giờ bà mua cái vé mà ha, lỡ tôi nói là bà làm rách hoặc là trời mưa nó thấm nước nó ướt, bà phải bỏ cái vé đó, bà mua vé khác tốn tiền không? Còn bây giờ ta làm cái app này, cái app Futa á, mà chỉ bấm vô cái app đó thôi là ta bán vé cho bà. Trời ơi, tiện lợi lắm bà biết không? Cái này nè, cái này mới tiện nè, cái này mới người giữ nè. Cái điều đáng nói ở đây là nếu mà bà chọn thanh toán qua mà Zalo hoặc là hay là Momo gì đó, bà được giảm 10% nữa. Thiệt không? Được. Ồ vậy hả? Chứ sao? Ê vậy được á Sơn, nói nghe nè. Ông tải giùm tôi cái app đó về coi. Dễ lắm ha, bà vô cái Google Play hoặc là cái app to á, bà tải cái app là Futa đó, app Futa về. Xong rồi á ha, bà đăng nhập cái email điện thoại bà vô. Đó, xong rồi cái bà nó sẽ ra cái mục là chọn mua đặt vé, mua vé. Rồi bà bấm vô bà mua vé bà ở đâu bà đi về đâu rồi. Giờ giấc khởi hành sao là bà bấm vô. Đó. Là sau đó là nó sẽ thanh toán qua Momo hoặc là Zalo gì đó thì bà được giảm 10%. Ê vậy cái này mình chỉ cho mấy đứa học sinh mình đi. Trời ơi, cho mấy đứa nhỏ Tết nó về quê rồi này kia nọ nè để nó mua. Đúng rồi. Rồi xong chưa? Xong rồi. Với tôi tính vậy nè Sơn. Bà tính sao? Bữa nào mình rảnh á, mình rủ mấy gia đình mình á. Nhà tôi nè, nhà ông Quyền Linh nè. Rồi á là mình bao nguyên cái xe này mình đi chơi. Thay vì ông đi 3-4 chiếc xe hơi đúng không? Bây giờ á mình gom lại mình nguyên 3-4 gia đình đi một cái xe này tôi thấy vui hơn á. Đúng rồi, mình làm gì nó tiện hơn đúng quá không? Quá trời đã luôn á. Thiệt ông á, tôi nằm cái giường này thiệt á, sướng gì đâu trời. Đã ha. Lần đầu tiên trong cuộc đời ô trập tôi đi được một cái gọi là cái kiểu xe như vậy luôn. Thấy đã quá. Ê nói nghe nè. Được đi nha, ok nha. Ok vậy đi. Ê bà Danh. Gì? Rồi cuối cùng bà có cho tôi đồ ăn không? Nè ông bóc miếng đi chứ còn tôi không có đưa cái hộp là tại vì tôi đang ăn. Trời ơi, thiệt tình luôn á, lạc miệng quá mới ăn miếng á. Mốt ông đừng sĩ diện nữa, ông thèm thì ông xin chứ ông đừng ở dưới ông mạnh miệng hô chứ trời tôi không thèm xin. Rồi bây giờ xin á tự nhiên nó thấy ô nhục quá ông hiểu không? Thôi ngủ bà ăn mà ăn đi. Sơn, như tôi nói nghe nè. Gì? Xuống đây tôi nói nghe nè. Nói đi. Thì xuống mới nói được, khổ quá. Trời ơi, mệt phi tình muốn. Gì bà kêu tôi gì? Đói bụng hả? No! Tôi đau bụng quá đây nè. Ở cái xe này có toilet không vậy? Trời đất ơi, bà làm như nhà bà vậy có toilet. Bây giờ sao? Ăn cho nhiều vô. Nãy tôi xin ăn không cho, giọng hết nguyên cái hộp đó mà không đau bụng. Ông mở cửa xe ông la làng ra luôn đi. Bạn bè như cái quần tay. Quần. Nói nghe nè. Vậy? Bây giờ sao? Chờ chút xíu đi. Ông xin với bên tài xế đó dừng xe lại giùm tôi chút được không? Kiếm cái quán cà phê nào cho tôi nhờ cái. Sao bà không xin đi? Trời ơi, ta biết tôi Hồng Dân xin nó kỳ. Tôi ta cũng biết tôi Hoàng Sơn là xin cái kỳ. Nhưng mà ông là đàn ông đỡ hơn. Ông đừng xin cho tôi, ông nói xin cho ông á. Dạ. Bà ngại đúng không? Ngại chứ sao ngại, lẹ đi đâu. Trời ơi, nội ơi. Nằm đây, nằm đây tôi ráng tôi xin. Trời ơi, gặp con chứ. Đi tìm hoài không thấy con. Nè con, dạ. cho chú hỏi nha. Bây giờ cái xe mình dừng xuống cho đi toilet được không? Dạ không được chú, xe này phải dừng đúng trạm, không có dừng giữa đường được. Không có dừng trong đường được hả? Dạ.
Vậy con trạm còn xa không con? Dạ, gần tới rồi chú. Vậy con nói tài xế chạy nhanh nhanh chút xíu cho tới đi. Dạ không được đâu chú ơi. Xe tụi con á là chạy đúng tốc độ quy định. Tại vì tính mạng của khách hàng là trên hết. Chú gán nè chú. Ừ, nhưng mà chừng nào mới tới vậy con? Dạ còn 5 phút nữa là tới trạm dừng Phúc Lộc rồi chú. Vậy hả? Dạ. Để con ấy cho chú xin hai chai nước là được không? Dạ con đem. À thôi chú lấy đi chú. Rồi con lấy gì? Dạ con lên con lấy hai chai khác. Rồi cảm ơn con. Tao lấy xin cho bà, tao ép cho bà uống. Bà uống chung. Bánh luôn. Bánh luôn. Bây giờ chúng ta đã đang ở trạm dừng chân Phúc Lộc. Trạm dừng chân Phúc Lộc này nằm ở trên ngay thì huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tất cả phía sau là khách khứa của người ta đi xe và người ta ngồi ta ăn. Tất cả món ăn là đầy đủ hết. Cơm, phở, hủ tiếu, rồi cơm tấm, phở, bò, hủ tiếu. Nói chung là tất cả các thức ăn để cho bà con xuống ăn. Còn hai bên này là quà lưu niệm nè. Cái này là có nem nè, có bánh bía, có nem, có mứt, có kẹo, có đủ thứ hết. Và bên này là bánh bao, bánh mì, để cho nhiều khi bà con xuống đây nhiều khi không ăn cơm thì họ ăn sẽ ăn bánh bao, bánh mì. Rồi bên này có những cái loại bánh mà của bên có bánh của Hàn Quốc nè đó. Rồi những cái loại bánh ngọt nữa, tất cả đều tụ tập về đây hết và phục vụ cho bà con. Mà sắp tới chúng tôi sẽ là quy mô hơn, là làm ở đây giống như một cái trung tâm thương mại, có đầy đủ hết. Là tức ở những trung tâm thương mại nào lớn mà có thì trong đây chúng tôi cũng có hết, ở trạm dừng chân Phúc Lộc đó. Đây cả mọi người thấy không, những cái gian hàng mà bán quà nè, người ta có thể tới đây người ta mua quà bánh mứt nem, người ta về làm quà cũng được ha, họ dùng tại chỗ cũng được. Rồi trước mắt của Hoàng Sơn là quán cà phê Phúc Lộc, cà phê Phúc Lộc và trà. Mời mọi người vô đây. Vô đây để mà thưởng thức cà phê nha. Đây, đây là cà phê Phúc Lộc. Cà phê nè, ngoài cà phê là có trà nữa. Rồi tất cả các món như là soda nè, rồi kiwi, rồi sinh tố. Nói chung là nhiều cái lắm. Sinh tố rồi đủ thứ, nước ép rồi nữa. Cho nên là nhiều khi mọi người tới đây sẽ thưởng thức được. Mà cà phê đây là cà phê sạch nha. Cà phê bảo đảm cà phê sạch đàng hoàng. Đó. Bây giờ Hoàng Sơn sẽ mua mấy ly cà phê, mời cho bà Hồng Dân với là mấy anh em ở trong đoàn uống nha. Em ơi, làm cho anh 4 ly cà phê nha. Dạ. 4 cà phê sữa đá nha. Dạ rồi. Đây, sai cà phê sai đàng hoàng nha. Cà phê sạch đàng hoàng. Và tất cả các món nữa đầy đủ hết, trà nè, rồi nước ép đủ thứ, có trà sữa nữa. Đó, tất cả mọi cái đều có ở đây hết, không thua gì ở thành phố. Và chất lượng nha, chất lượng. Rồi 4 ly cà phê nha. Anh vô toilet mình coi u làm gì chứ, chổng mà sao lâu vậy, bạn ngủ chổng đó. Nãy nói
con là vô vệ sinh thôi mà chắc đông quá. Thì con vô con coi coi, nhiều khi mà bả ngủ chổng bây giờ trời ơi. Vô vô đi con. Nói cô ra lẹ lẹ nha. Chỗ đây rộng quá chị. Ừ, quá trời đẹp. Trời đất ơi, kêu giống gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Anh nãy giờ là ông la hả? Tôi chứ ai. Trời ơi, anh mà. Ủa, đi đâu vậy? Ủa, có gì không nè. Ngồi ngồi đây, ngồi đây. Trời ơi, ta nói giống như bắt được của vậy đó. Ừ. Giống như bắt được của vậy đó. Trời ơi. Ủa mà chị với Sơn đi đâu hả? Thì ta nói để nói cho nghe, nhiều thứ để mà nói lắm. Đây cà phê Sơn đây. Sơn biết không? Tôi ông biết sao không? Tôi đang hiểu không? Cái tôi nghe bấm nước xà một cái mà tự dưng tự xà tự cười là tôi biết mẹ này rồi. Ý chang trong đầu tôi nó ra mở cửa ra là không phải nó, tôi không phải con người. Trời ra không một cái. Nó mới thấy tôi nó mày cười y chang vậy nữa. Sướng á chị. Hay nha, nhận ra được. Mà sao nãy mày giật nước thôi mà mày tự cười vậy vậy? Mẹ, em mắc từ ở trên xe đó. Cho nên là em vừa tới một cái em vô em xà liền vậy. Vậy hả? Mà xịt xong cái em sướng em cười. Sướng cười đúng không? Em bấm em cười. Ê công nhận á Sương, không mà đã thiệt. Ủa này ông kêu từ túi hả? Ừ cà phê đó. Cà phê đây cà phê hả? Cà đây luôn á. À, cà phê sữa đá. Cái này đen nè, em uống cà phê sữa đá đó. Trời ơi, nó đúng gu của tôi. Ủa, cà phê sữa đá của con Giang đâu? Đấy. Ông có kêu cho nó không? Đó chứ. Ủa, đâu biết đâu, thôi lấy để luôn. Lấy con chân đi. Lấy con chân đi. Lấy con chân, chân đi. Lấy con chân đi. Đó, đây nè. Trời ơi, trà nè. Ê Sơn, Sơn, tôi phải cảm ơn ông đó nghe. Tôi thiệt, tôi nói thiệt, nghiêm túc luôn á. Lần đầu tiên á, tôi có một cái trải nghiệm nó rất là lạ lùng vậy. Tại vì hồi xưa lúc mà mình còn trẻ đó, là mình đi xe đò, xe bít hoài là mình biết. Nhưng mà chính vì như vậy mình bị ám ảnh. Ông hiểu không? Thành ra tôi không có dám đi. Nhưng mà lần này tôi đi và nó trội dáng đã lắm hả chị? Chị ngủ từ bến xe miền Tây xuống đây luôn. Ở cái giường mà nó đúng thế luôn. Đúng nằm, thế luôn. Nằm thẳng nằm luôn lại, hả chị? Lại vậy nè. Nằm thẳng cẳng luôn. Trời nó đã vậy đó. Em nghe nói mà em chưa có máy lạnh là phải đắp mền luôn. Trời đất ơi. Hồi nãy đông kê cũng lén lén lên thay đồ. Thấy nguyên cái ghế dài quá. Ủa tính là ngủ rồi. Bậy lên. Ngủ gì nữa ngủ. Cái xong em nói trời cái ghế gì mà dài quá vậy nè. Rồi nằm ngủ lại thoải mái dữ vậy trời. Ồ vậy hả. Nhưng mà vậy là em từ Sài Gòn em lên đây là em đi bằng xe khác đúng không? Dạ. Xe ngồi đúng không? Dạ em đi xe em. Chị dạ. Đi xe nằm. Ồ nói nghe. Cái chỗ này á, phải tôi vô tôi hết hồn luôn. Tôi vô tôi tưởng siêu thị không á Sơn. Không, 11 chỗ này ở đây vậy nè. Tại vì tôi có coi cái sơ đồ nãy tôi vòng vòng á, tôi thấy mấy bạn ở đây nè, mấy bạn quản lý đây nè là đang sửa chữa đang đó, 11 làm ở đây giống như khu trung tâm thương mại luôn. Lớn ở đây là rồi. Tất cả này như siêu thị hả? Lớn lắm rồi, luôn. Rồi ở phía trước á là khu vui chơi cho trẻ em người lớn rồi luôn. Và phía sau này có cái bờ sông nữa là làm một cái du lịch sông nước nữa. Trời ơi, vậy lần sau chị phải cho xí biết biến ngô đi. Em con lúc đi. Có khu vui chơi là em phải cho lúc Nguyễn em. Nguyễn Lộc đâu xong nay em đi với em đi mình nên hả? Chị ngộ quá à. Chị hỏi nhiều cái có trả lời dễ sợ luôn hả? Sao? Trận Lộc diễn sân khấu chị rồi về à, Lộc đi rồi ai diễn? Lộc quên. Nó bây giờ nói thiệt với anh chị còn chưa có dọn đồ qua nữa thôi. Nó giống như con ruột của chị vậy đó. Thôi mà cái gì cũng mẹ dân, mẹ dân. Nhưng mà nó là mẹ Giang đấy chứ bậy bà mẹ dân đâu. Nó nè, nói mẹ dân số 1, mẹ Giang số 2 mà em đẻ nó đó. Rồi mày ganh với tao ha? Đâu có ganh gì. Thôi mày trẻ mày cũng thương tao y chang, nó thương tao mà. Đến bây giờ em vẫn thương chị mà. Thì đó, thôi đừng ganh nữa. Ok. Chị thương hai mẹ con mà. Đúng vậy. Ủa chị bị đâu đây? Em đi đâu vậy? Trời, đi đám dỗ. Ở đâu? Ở Cần Thơ. Vậy hả? À, em ghé trạm dừng Phúc Lộc luôn. Chị với ông nội này đi gì đó. Chọn cảnh. Anh đi chọn cảnh. Phim á hả? Dự án phim sắp tới. Thì nói cho nghe. Bây giờ vậy nè, đang ủ mưu. Hiểu không? Đang ủ mưu là đi, tức là sắp tới là cái kịch bản á, là của ông Hoàng Hải nè, con Hoàng Sơn nè, nó viết hay lắm. Rất là hay. Thì là cái bối cảnh hoàn toàn trên một cái xe. Dạ. Trên chỉ trên đúng cái xe đó thôi. Cái xe chị đang đi được ạ? Không, tức là chưa, xe này là mình tự bỏ tiền mua vé mình đi. Nhưng mà cái phim của mình á, cái phim trên cái kênh của chị á,
thì là bây giờ á đang nhờ ông Hoàng Sơn, tại vì ông Hoàng Sơn là ông cũng quen với bên Phương Trang. Dạ. Cho nên ổng mới cho chị đi thử cái xe Phương Trang lần này, ổng mua vé luôn. Ổng mua qua cái app gì đó, app gì quên rồi. App Phụ Tà. Phụ Tà rẻ hơn hay là sao anh? Được giảm 10%. Giảm 10% luôn. Em đặt qua điện thoại thôi. Thì đó, thì đang nhờ ổng là giờ xin Phương Trang á là hỗ trợ đồng hành với mình trong cái phim đó. Tại vì nó trên một chuyến xe không hả? Đúng rồi chị. Thì chị mới đi thử, chị mới đi thử, chị xem cái trải nghiệm nó như thế nào. Này kia kia nọ đó thì đúng là rồi xứng đáng phải nói là quá hay. Mà em nói thiệt với chị, bây giờ mà đi miền Tây á là phải có cái ghế nằm đặng mình ngủ giấc tới nơi cho nó khỏe. Xã hội phát triển là mình phải được tận hưởng đó, mà tất cả mọi người người ta đều nghĩ tới cái đó. Nên lo hồi xưa là đi xe đò chật chội đúng không? Đúng bây rồi. Giờ khỏe. Ủa? Cái phim đó hả, là có những ai vậy ta? Phim đó thì hiện tại là cũng có Dân nè. Cô cho em vậy. Có em không? Lý không có ha, Sơn Anh vậy này gặp nó là hốt vô luôn đi đại gia đình. Thấy không? Thấy trong mắt của em bây giờ không có anh chị trong đó, đúng không? Đúng không? Thì trong mắt này của em là không có anh chị. Ấy vậy đó, anh, trong mắt anh chị không trong có em. Trong mắt anh chị không có em. Chị này thiệt á. Ông nói giỡn cái nè, tao kể cho mày nghe cái dàn tên của mày hết hồn nè. À, tao. Wow, vừa đóng vừa sản xuất. Yeah. Ông Hoàng Sơn vừa đóng vừa đạo diễn. Trời ơi. Thằng Hoàng Hải vừa đóng vừa giết tuồng. Người nhà đóng. Lê Giang nè. Lê Lộc. Lê Lộc hả? Trời ơi. Tuấn Dũng. Nên trời ơi. Minh Nhi hả? Quá trời luôn. Lạc Hoàng Long à. Gia đình không. Hữu Tính hả? Trời ơi, con ruột. Đinh Mạnh Phúc hả? Trời ơi, cháu ruột. Ai nữa ta? Còn Hoàng Linh hả? Con gì nữa? Thánh Thủy. Chị Thủy cũng được. Không có nhớ mà chị. Không có nhớ. Bạn biết được mà chửi chưa chết luôn. Mấy đứa đâu dễ thương quá. Bây giờ phải chọn cảnh nè để nhưng coi mà nè. Em là phải có nghe. Nói em rồi có đó. Em là đại gia đình nhà em luôn đại mà gia đình chứ. Không chừng có một lúc nữa. Vậy hả chị? Cho một lúc nè. Con Bí Ngô nè. Thằng Vic. Ừ. Đó, vui đó vui là à. Ngồi trên xe vui quản vui. Lý bởi bà Dung. Thôi bây giờ cho bạn vô chuyện phim mình đi nè. Chết cha rồi. Nói là bây giờ sao phim không sao? Bây giờ phim là xong rồi. Bây giờ là đói thôi. Đói hả? Ủa rồi kêu cho tụi nó ăn đi chứ sao. Rồi ăn cơm. Thôi đây chị điện thoại nha. Chị điện thoại nha Giang. Dạ. Alo. Anh ơi. Trời ơi, cái gì con ơi, sao? Cô đang ở dưới gì chỗ này Tiền Giang nè. Chỗ này là trạm dừng chân Phúc Lộc. Ở dưới Tiền Giang. Ủa? Vậy hả? Ok. Rồi. Mẹ con đóng mẹ luôn đi. Con tới chưa? Ủa con ngoài hả? Rồi ok con. Ai đón chị? Thằng Phú. Đâu? Nói nghe nè Sơn. Gì nữa? Ở sân khấu có việc gấp rồi. Tôi phải chạy về Sơn ơi. Trời ơi, bà hứa mà đi dưới. Với Cần Thơ mà. Không, bây giờ tôi thấy tình hình vậy nè Sơn. Có nghĩa là bây giờ về vấn đề cảnh thì ông sẽ là người đi chọn. Tại vì ông quyết định cái đó là vì ông đạo diễn. Còn tôi á là đứng về sản xuất thì tôi thấy ổn rồi đó. Có nghĩa là cái trạm dày xong là cái điểm đến cuối cùng của mình là ở đâu á thì mình cứ nhân cái hành trình đó lên là mình sẽ ra cái con số mà cần phải đầu tư thôi, ông hiểu không? Cho nên là chắc tôi đi tôi về rồi ông đi tiếp nha. Ê Giang mày đi đâu? Mày đi Cần Thơ hả? Em Cần Thơ. Mày đi chung với ổng đi cho vui. Em đặt xe chưa? Em hả? Hồi nãy là xe của em đến đây là bị hư xe cho tài xế về hay sao? Rồi. Hay là phải lấy xe về đó một lúc đi đúng không? Đúng kiểu đó đúng. Là mày đang định bắt xe đi xuống Cần Thơ đúng không? Đi chung với ông Sơn luôn đi. Rồi. Nha, cái chỗ của chị á. Chỗ anh Sơn với chỗ em. Cái vé của chị là bút xuống tới Cần Thơ luôn rồi. Bây giờ chị về rồi em cứ lên cái chỗ của chị thôi. Đúng không Sơn? Được không? Được không Sơn? Mà thấy không trời? Tại vì tới cái vụ chọn cảnh mà cũng đổ trên đầu tao mà thấy không? Đúng không? Đó giờ giao nguyên cái này qua này. Hả? Thì bây giờ nó cũng mà Giang có đi không? Đi với anh không? Thì em đi Cần Thơ đó. Rồi đi với anh hả không? Thì bây giờ nó thế chỗ tôi được không? Trên xe người ta đồng ý cái vụ đó không? Được. Hay là phải mua cái khác? Thôi mua cái khác đi nhưng không sao. Đúng không? Nếu nó đi thì không sao đâu. Thấy không? Tôi đặt cái app mua cái vé hết. App mua luôn cái gì? Ừ gì cũng được. Vé từ đây về thôi. Ủa tôi tưởng cái chỗ đó là của tôi rồi cho nó lên luôn. Sao mà đáng hiểu với ai cũng vô lên luôn. Không được luôn hả? Anh mình nghệ sĩ mình nói tâm sao? Thì rất là đang nghĩ nghệ sĩ rồi sao ha? Cái Giang làm cùng đi điên cái xin ta. Cảm ơn em. Giang làm cùng đi điên cái Giang cho. Ok vậy đi thôi ăn đi. Ăn đi rồi thôi. Ăn đi xong tôi về nha. Rồi có gì bà gọi điện tôi nha. Ok. Thì ông cứ quyết đi. Cái vụ mà cảnh trí rồi quyết đi. Gọi bà tôi. Ok. Tôi gửi bà. Rồi thôi. Ăn đi mọi người. Mọi người hãy nhấn subscribe kênh Hồng Vân Entertainment để theo dõi những chương trình rất 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 mới.
đặc biệt là sau mẹ mẹ con thì sẽ là tức muốn chết, mình bỏ qua hết. Một chương trình tiếp theo của web trên kênh Hồng Vân Entertainment nha mọi người. Cho mọi người, quên nữa, mọi người nhớ nhấn một subscribe cho kênh, cho fanpage Hồng Vân Entertainment và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, bình an và vui vẻ.